Thưa quý vị, nhằm chuẩn bị chu đáo cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 10 tới, chiều nay Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ năm 2023. Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9 chủ trì hội nghị. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, các thành viên Ban chỉ đạo Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố cùng thủ trưởng các cơ quan Quân khu 9 và lãnh đạo các sở ban ngành đến dự. Cuộc diễn tập với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Nội dung diễn tập chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức của thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, ý định diễn tập của Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Tích cực tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác soạn thảo văn kiện, tập luyện, tổ chức xây dựng các khu huấn luyện thực binh, căn cứ chiến đấu giả định và tổ chức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ đạt mục đích yêu cầu đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về tầm quan trọng của công tác diễn tập, đồng thời cần xác định và nhận thức đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9 đề nghị cơ quan thường trực và các sở ngành có liên quan của thành phố phối hợp tham mưu tổ chức, chuẩn bị diễn tập sát với tình hình địa phương, đồng thời tổ chức tập huấn hướng dẫn sở ngành soạn thảo văn kiện đảm bảo sát với chức năng nhiệm vụ, nhất là ý định đề ra. Về thực binh, đề nghị công an và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị kết cấu phương án cụ thể phù hợp với địa phương. Các cơ quan chức năng của Quân khu 9 phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ trong công tác chuẩn bị diễn tập.